Hello anh em, hôm nay MVP Game sẽ review cho anh em skin Kuromuro, hắc vô thường hay còn gọi là hắc lớn, hơi nước đoạn kim giả. Thật sự nhìn nó nhìn rất là đẹp luôn, xì khói luôn anh em ạ. Cái cảm giác lúc đầu mà mình nhìn cái video skin này, thật sự mình phải thốt lên là wow, sao nó đẹp thế, nó như là một cái skin điển tàng ấy. Cái chiêu của nó wow, nhìn rẽ ra có những cái gọi là bánh răng, nhìn rất là đẹp luôn. Đây chúng ta nhìn lúc đầu vào này, hơi nước nó xì khói này, thật sự nhìn đẹp. Đội cái mũ nhìn nó nhìn rất là men lì luôn anh em ạ. Lại có cái áo choàng màu xanh phấp phới đằng sau này, cái lưỡi hái của nó lại có một chút màu xanh này, có những ánh ánh này, rất là đẹp luôn. Đây là xem HD các bạn nha, nhìn HD cây màu xanh nhìn rất là đẹp. Đội cái mũ anh em ạ, thật sự nhìn nó ngầu đấy. Lại có cái gió ở đâu nó bay bay phấp phới nữa, wow, thật sự mê ly anh em ạ. Thì skin này là loại thuộc là đắt nhất trong các loại hơi nước anh em ơi. Nếu mà giá chuẩn của nó thì là rất là đắt nha, 168 vé skin anh em. Nếu bây giờ anh em mua thì nó đang có là 132 vé giảm giá nhá. Đấy rồi, đối đầu với mình là hắc bé nhá. Rồi thì chúng ta cùng xem ai sẽ là người chiến thắng. Chơi hắc lớn này thì anh em cũng chú ý là không phải kiểu khô máu đâu, mà anh em sẽ chơi kiểu dùng chiêu thức nha để cấu rỉa, và cũng chú ý một chút là để kích hoạt cái nội tại nó mới khỏe được. Đấy, những lúc đầu mình chơi bình thường kiểu như hổ báo, nhưng thực ra thì không thể hổ báo được, tại vì con này đánh tay nó yếu, mà chủ yếu là chúng ta kích được hoạt được cái đặc điểm của con này thì nó mới khỏe được anh em ạ. Rồi hắc bé đã lên được level 2 trước thì mình sẽ chịu thiệt anh em ạ. Thật sự con này nó farm không nhanh, độ gánh tim của nó thì nó bình thường, hầu như là xuống hầu như là top từ dưới lên trên bảng xếp hạng thôi, rất là kén người chơi đúng không. Nhiều anh em chơi con này bảo sao con này nó yếu thế, thật sự tại vì nó khó, một phần là nó khó này, tiếp theo là con này thì nó sát thương nó không kiểu dồn, nó phải từ từ anh em ạ. Đấy nên là nhiều người không thể chơi được con này. Rồi mình cũng không chơi giỏi con này đâu anh em ạ. Đấy mình chỉ review skin thôi, mình cũng ít chơi. Thì đây là bảng ngọc cho anh em tham khảo nha. Thì cái viên đầu tiên là hộ linh thì giúp cho con này nó có nhiều khiên hơn anh em nhé. Tiếp theo là viên sát thương, viên ở giữa thì là ấn chiêm tinh, thì đánh khi mà đánh thì 4 lần thì chúng ta sẽ được đến một lớp khiên nữa, rất là tốt. Rồi hắc bé có thiêu đốt này, hắc bé đây chúng ta phải nhây, chơi con này chúng ta phải nhây một chút anh em ạ, nhây một chút. Ok đấy, farm chậm anh em ạ. Đấy một viên thì một thời gian thì đánh nó sẽ hồi máu, hai viên máu nha, giúp cho độ nhây tốt hơn. Rồi tiếp theo là một viên là đi nhanh, hoặc là anh em có thể dùng viên từ trong bụi rỉa máu cũng được anh em ạ. Rồi biến về thôi cho đối phương mất lính anh em ơi. Đấy biến về thì có cái bánh răng nó xoay như cái bánh xe kìa, đẹp thật anh em ạ, đẹp xứng đáng mua thật sự. Nếu mà các bạn là fan của hắc lớn thì các bạn mua cái skin này nó đúng là đắt thật. Thật sự nếu mà cái này cho vào điển tàng thì thật sự bao nhiêu người tranh nhau quanh luôn, quay luôn. Mình đảm bảo điển tàng của hắc lớn còn đẹp nữa anh em ạ, chắc chắn sẽ có vào mùa, chắc là mình nghĩ là mùa sau, mùa này ra hơi nước rồi lại ra điển tàng nữa thì ui rồi nhiều anh em ghen tị lắm. Con linh lập tiền đến bây giờ nó còn chưa có cái skin thức tính nào thì đến nhục, còn cứ ra các skin khác âm luôn. Ok rồi. Đấy thì con này anh em lên đồ thì anh em có thể tham khảo hình ở dưới như mình nhá. Đấy hầu như các đại thần cũng lên như thế thôi, và mình cũng lên như thế anh em ạ. Đầu tiên là cái đồ, đầu tiên là anh em lên cái đồ Minh Đao Nhật Nguyệt. Quan trọng nhất là giảm thời gian hồi chiêu nhá, nó có xuyên này, máu nữa. Đấy và có một chút tốc độ đánh khi chúng ta dồn sát thương nữa. Đấy chủ yếu là thời gian hồi chiêu cho chiêu thức của em này thôi anh em nhá. Tiếp theo là cái giày tăng tốc độ chạy cao hơn và giảm hiệu ứng nha. Rồi khi mà chúng ta kích hoạt được cái nội tại thật sự bổ rất là đau nha, cái chiêu quả nó quạt hai lần đầu lắm. Tiếp theo là chúng ta sẽ lên cái búa lá sát trùy nha, lá sát trùy. Đấy hóa giải hiệu ứng khống chế, nó có tấn công này, máu và thời gian hồi chiêu là được 30 rồi. Đấy tiếp theo là toàn giáp cho mình nha, các bạn đừng có ham lên tanh quá, chết đấy các bạn ạ. Thật sự người nào pro người ta ra vào hợp lý thì mới được thôi, còn hắc lớn các bạn mà chơi không quen, các bạn mới lên tanh thì các bạn dễ nghèo lắm các bạn ạ. Đấy cũng chú ý một chút nha. Tiếp theo là cái đồ
Thứ tư mình thấy rất là quan trọng là bành hồi trận giáp này. Đấy, khi mà đối phương đánh vào mình thì đối phương bị giảm hiệu ứng hồi máu này, mà nó làm chậm đối phương nha. Hiệu ứng rất là tốt nên cho con này cái giáp này. Tiếp theo là giáp kháng phép và giáp cuối cùng là giáp phản. Ngoài ra anh em có thể thay bằng cái mặt quỷ tướng cũng được anh em nhá. Đấy, tùy anh em thôi. Nhưng mà mình sẽ lên đồ như thế này. Thì đây là mình có vượn ác của bạn A3 Ken nha, bạn Trần Ngọc Nghĩa, rất là cảm ơn bạn đã cho mình mượn tài khoản. Rồi, thì mình cũng bận anh em bạn đi làm nữa, cũng nhiều anh em cũng nhắn tin vào review skin, nhưng mà đúng là hôm nay mình có thời gian làm anh em ạ. Đấy, hôm nay thì đúng là một ngày sắp cuối tuần rồi. Đấy, chúc anh em cuối tuần có những ngày nghỉ ngơi vui vẻ nhá. Không biết anh em cuối tuần có lịch gì không. Đấy, thì hồi xưa thì mình cũng thích đi chơi lắm, nhưng mà bây giờ cũng đến tầm tuổi gọi là thấy gọi là mình đủ đấy, đến bộ mức độ tuổi nào đấy ấy, thì mình đủ rồi, mình cảm thấy là đi chơi nó không quan trọng, nó cũng không thích đi chơi nữa anh em ạ. Không hiểu sao đấy, nhiều anh em bạn bè bảo tháng 10 đi Hà Giang không, đi Hà Giang ngắm hoa gì nhỉ, Tam Giang mày à, thôi anh ở nhà anh làm video, anh chơi với các bạn, tâm sự với các bạn vui hơn, thật sự bây giờ niềm vui hơn. Bây giờ đi du lịch các nơi thì mình thấy đủ rồi. Đấy, đến mức độ mà kiểu đủ rồi. Những bạn trẻ thì lại kiểu đam mê du lịch, đúng không? Nhưng mà đến lúc mình làm ra tiền thì mình lại thấy đủ rồi. Đấy, sau này có con cái thì đưa con cái đi du lịch nó vẫn là vui nhất anh em ạ. Rồi, khi mình có cái nội tại mình quay thì hắc bé không thể nào sống được anh em ạ. Rồi, hắc bé còn tốc biến vào để khiêu khích mình láo lếu thật đấy. Ok, biến về rồi, hết năng lượng rồi. Rồi, đục cái trụ này đi. Khi mình nhìn thấy trúc ở đường dưới thì mình đục cái trụ này anh em ạ. Đấy, thì khi mà chúng ta lìa cái liềm ấy, ui trời ơi, nó nhìn cái bánh răng nó đẹp, anh em nhìn thấy phê không? Thật sự luôn, tí nữa mình chúng ta cũng nhìn lại là nhá. Thì chơi hack này thì mình sẽ có mắc vào chiêu 1, sau đó thì nội tại là cái bị động. Chiêu gọi là mình 1, 2, 3, 4 đi, thì mình sẽ cộng vào chiêu 2, sau đó thì chiêu 1, sau đó thì chiêu 3, chiêu cuối theo level anh em nhá. Đấy, đây là cái cộng của mình. Thì chiêu 2 nó cộng vào 75 sát thương, nên là anh em nhiều sát thương càng tốt. Chiêu bị động tận 122 sát thương, nhiều không anh em? Ok. Đấy, và chiêu 3 nó cộng 100%, nhưng mà chiêu 2 thì chúng ta sẽ cua được 2 lần nhá, nên là nó sẽ đam nó nhiều hơn. Đấy, ok. Đối phương rất là nhây luôn này. Đấy, rồi. Thôi anh em ơi, lùi đi, lùi đi. Mình bảo lùi đi này, cứ phải để ra mình thì bảo kê nhá. Thật sự luôn. Lùi ra đây ăn bạch tuộc đây này. Đừng có ham. Bạn ơi, bạn ơi đừng ham bắn nữa. Nhà mình còn máu đâu. Lùi, ôi chết rồi, ngu người. Chạy. Ok. Ôi hay thế, support hay thế, tuyệt vời thế. Ôi trời, tạo giáp này, một đống giáp này. Tuyệt vời, được. Support nhà mình, được, duyệt 10 điểm cho chất lượng. Hay quá, có support. Tuyệt vời, ấy trời, biến về nó xoáy này. Đẹp thế. Thì mình nói về cái đặc điểm của con này nha, hồn thương. Khi các bạn dùng chiêu thức hoặc nha, lại hoặc đánh thường chúng đối phương ấy, thì sẽ tạo ra một cái lớp ly hồn 4 tầng nha. Khi mà được 4 tầng sẽ kích hoạt cái hồn thương, thì con này sẽ nhận chuyên giáp 25-40%. Kinh không? Và nó sẽ đánh theo phần trăm máu 5% máu đối phương, và gây thêm cả sát thương cấp hiện tại nữa, cấp nhá, 7 cấp hiện tại. Nên là khi mà chúng ta kích hoạt được cái nội tại của em này thì ôi trời, này xoáy chiêu cuối này, wow rồi, mở những cái ria màn hình nó cũng lên những cái ốc cơ, thật sự siêu phẩm luôn, thật sự anh em ạ. Ôi chết rồi, chó thúc biến cho đấy, chúc trèo trên tường tốc biến luôn rồi, về đi bạn ơi. Tiếp theo là chiêu thứ nhất bị động nhá, nó bổ, sau một thời gian thì nó bổ làm cho đối phương bị giảm 70 tốc chạy. Đấy, và tạo ra một lớp khiên chống lại 8% máu nha. Rồi ok, săn bất chi hỏa thôi này. Rồi vừa rồi thì hắc lớn được tăng sức mạnh là cái chiêu 2 được quạt xa hơn anh em ạ. Rồi ăn oro, nhưng mà AD đang ở nhà. Tiếp theo là chiêu thứ hai trừng phạt là múa liềm về phía chỉ định. Đấy, ui trời, nó có những cái bánh răng này gây sát thương nha, múa 2 lần. Tiếp theo là cái chiêu lưỡi hái đoạt mạng cái móc cua ấy, thì anh em móc đối phương về hướng mình gây sát thương. Đấy, và chiêu cuối vô thường mệnh nha,
hắc lớn này xoay chuyển tấn công phe địch xung quanh, xoay cái liềm ấy, nếu mà máu địch thấp hơn 400 cộng 100% tấn công bản thân ấy thì sẽ đối phương sẽ chịu điểm sát sát thương thực ấy là 400 cộng 100 tấn công. Còn nếu mà đối phương cao hơn 40 cộng 100 tấn công thì sẽ chịu một nửa sát thương thôi anh em nhé. Đấy, thì là anh em chú ý, con này về cuối thì ăn pentakin rất là dễ anh em ạ. Cua liềm nó rất là đẹp luôn, nhìn nó đáng sợ anh em ạ. Rồi, nếu mà chơi tốt thì mình ra để ngăn đối phương ấy. Đấy, ngăn đối phương thì nó sẽ hợp lý anh em ạ. Ok, Trúc đây rồi, ok, Trúc đã lên bảng rồi. À, thanh niên bất chi hỏa được, bắt bằng được bất chi hỏa cho mình. Ôi trời, bây giờ kích hoạt được cái tổn thương đau lắm anh em ạ. Thật sự đau lắm. Đấy, nó kiểu như nó đánh cho phần trăm máu mười giáp nó đau ấy. Ui giời, không có ai đỡ cho này, tiếc thêm một chút nữa thôi. Không giết được hắc bé. Rồi, múa đẹp. Ôi chết rồi, chết, lui. Ôi, chó này bị dài phám thế chứ nị. Đấy, thì rút kinh nghiệm lần sau anh em ạ. Đánh cẩn thận một chút anh em ạ. Hàm quá, hàm giết đối phương quá. Đấy, thì thật sự mình có nói cái điểm mạnh của hắc lớn này nhá, là nó trị những con tanh đường top rất là ok, đánh theo phần trăm máu nha. Đấy, nó nhây được rất là tốt. Tiếp theo là nó có sát thương chuẩn và chiêu cuối của nó ăn pentakin rất là dễ anh em ạ. Đây, đây là lợi thế của hắc lớn nha. Và nó có thể lật kèo rất là tốt khi mà nó có bị động, có thể tạo một lớp khiên để cuối game cực kỳ là kinh khủng luôn. Đấy, anh em có thể bị lật kèo ngay. Rồi, và khả năng là khi mà anh em dùng cái tăng tốc độ chạy ấy, thì nó sẽ lùa AD bắt AD áp đối phương rất là tốt. Đây là cái lợi thế của hắc lớn. Còn ôi ấn nhầm chiêu cuối anh em ạ. Nhưng mà không sao, móc cua này. À, vẫn chạy được này, nó có cái chiêu của con nắng. Tiếc thế. Thì cái mà bất lợi của hắc lớn ấy là em này ấy, lại là nó đẩy lính nó không được nhanh như các thức thần khác anh em ạ. Như con tử nó vào nó đấm 2-3 phát xong luôn cái đường lính, nhưng con này nó quạt rất là lâu. Nên là vậy, khi mà chúng ta kích hoạt được cái kia thì lửa nó cháy ở cái lưỡi hái, nhìn rất là đẹp luôn anh em ạ. Đấy, đẩy lính rất là lâu. Thật sự khi mà chúng ta đẩy lính lâu thì chúng ta không thể nào mà tạo cho đối phương ấy, tạo cho đối phương cái áp lực được. Nên là nó có một cái không hay là con này, nên là ít người chơi anh em. Hồi trước thật sự mới đầu mình chơi game này là mình chơi con hắc lớn này. Hồi trước không biết gì đâu, vào nhá, đồ thế nào cứ mặc định theo thế cho đi top, mẹ nó khỏe kinh khủng luôn. Nếu đánh toàn thấy 3-4 mạng liên tục luôn. Đấy, sau hình như là con này nó bị giảm sức mạnh sao ấy. Đợt, tại vì đợt đấy mình mới chơi thì mình cũng quan tâm đấy, thì vào xem là đứa nào giảm sức mạnh, đứa nào tăng sức mạnh làm gì, cứ còn chả biết tên tướng là gì cơ. Ôi trời ơi, lôi. Ôi, nhờ tạo lớp kiên thôi. Rồi không được rồi, bị Trúc nó săn rồi. Anh niên này may mắn thế. Quả đấy mà mình còn tăng tốc thì mình thả diều cho tăng tốc chết xong nó mới hồi. Này, thật sự luôn, hồi mình chơi mình không biết tên thuần Việt đâu. Mình gọi là mình hồi đấy là mình cũng biết về game MOBA Liên Quân, nhưng mà thấy Liên Quân là nhiều trẻ trâu quá, mới lại nhiều trẻ con quá. Đây, nên là mình bắt đầu là thấy cái game này hay, mới lại phong cách Nhật Bản, nên là mình chuyển sang game này. Chuyển sang game này thì biết tướng thôi, không hề biết tên nhân vật thuần Việt đâu. Sau lên diễn đàn anh em, à, hóa ra game này nó còn có cả Galena âm dương sư nữa. Thì là bắt đầu tìm hiểu tên từng người một anh em ạ. Thế là sau bây giờ cũng quen rồi, sau đó thì làm video cho anh em. Hồi xưa mình thích kiểu phiên dịch lắm, dịch các lời thoại của thức thần ấy, nhưng mà hồi đấy kênh nó mới lập chả ai xem, thế là mình thôi, mình tắt hứng, mình không làm. Đấy, hoặc là thức thần mới ra thì mình sẽ lập xem thức thần mới nó nói cái gì ấy, mình phiên dịch ra tiếng Việt cho anh em xem. Nhưng mà sau ít người xem thế là mình thôi hướng dẫn cho anh em lên đồ. Tại vì sau khi mà game Garena âm dương sư ấy nó không còn ở Việt Nam nữa thì nhiều anh em chuyển sang game này, thì cũng nhiều anh em hỏi thật. Đấy, mà cái game này lên đồ nó cũng khó nữa. Đấy, ok. Thì không biết anh em hôm qua thì anh em đi chơi Trung Thu thế nào rồi, có vui không? Đấy, hôm qua thì mình cũng không đi chơi anh em ạ, ở nhà làm video cho anh em và cũng
chơi game âm dương sư đấy. Thì dạo này cũng nhiều game ra ấy, thì là cũng thử test mấy cái trò anh em ạ. Ok, và đây quà thôi, săn không cho AD đối phương bắn anh em ạ. Đây rồi, đây đối phương này, rồi chắc là chạy vào bụi rồi. Ôi giời ơi, chúc này. Rồi ok, đấy khi mà hack lớn thì chúng ta bật tăng tốc lên, chúng ta chỉ vào săn AD thôi anh em ạ. Cứ vào săn AD cho mình nha, là đối phương không thể bắn được đâu. Đấy, nếu mà giao tranh trỏng nhá, cứ bắt AD và áp thôi. Đấy, tại vì chúng ta lên hai món công và hầu như là giáp nữa, nên là chúng ta rất là khó chịu nha, bắn rất là khó chịu. Đâu rồi AD, đâu rồi, ra đây mà ăn top này. Rồi hết năng lượng nhanh thế cái con này. Thật sự hack lớn cũng hết năng lượng nhanh lắm. Đấy, một cái bất lợi nữa là thấy luôn trong game, đó là hết năng lượng nhanh, đúng không? Nếu mà chúng ta không lên ngọc giết con quái hồi năng lượng thì chúng ta lâu thật đấy. Đấy, hầu như là con này nó chủ yếu là dựa vào chiêu thức nha. Chiêu thức anh em kích hoạt cái nội tại, nên là anh em chơi con này là phải chơi nhây, chứ không phải chơi là kiểu như được ăn luôn, coi như là ăn nhau luôn ấy, vã nhau luôn ấy. Đấy, mình thích cái game này nữa là cái game này nó là game kỹ năng anh em ạ. Những anh em là kỹ năng giỏi thì hầu như thường chơi sát thủ, đúng không? Đấy, mình vừa rồi mình chơi cái game Dragon Raja, mẹ thằng nào nhiều tiền thì lên. Thật sự luôn, thấy cái game nó kiểu như là nó không có tương lai lâu dài, đúng không? Cái một cái game mà kiểu như nạp tiền thì sau đó thì nó sẽ nhanh, rất là nhanh bị gọi là dead game luôn. Tại vì sao? Tại vì game cứ nạp tiền vào thì kỹ năng gì nữa, đúng không? Đấy, ôi giời, support hay thế mà nói chuyện này, chết chết anh em ạ. Rồi ok, quét sạch rồi anh em ạ. Đấy, đỡ đòn từ nãy giờ cho team đấy. Tôi đỡ đòn đấy, chứ không phải tôi ít máu đâu, mà tôi đỡ đòn cho team đấy. Thì team bắt đầu mới ra hôn mạng đấy, đúng không? Ok, vậy là chiến thắng anh em ạ, đến cô sạch cà rồi. Vậy là video review skin hack lớn của mình đến đây là kết thúc nhá. Chào anh em, hẹn anh em ở những clip sau. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên ấn like và đăng ký ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.